Ok, và xin chào mọi người. Sau khi cái Nasus Thread bị nếp gần như đã tuyệt chủng, tuy nhiên có một điều cực kỳ bất ngờ chính là Nasus Thread vẫn được đứng ở tier 1 và Azir thì lại bị nếp sắp mặt tiền. Lý do thật sự đó chính là Azir bị nếp ngay cái quan trọng nhất đó chính là con Azir, nó sẽ là ba đồng minh, bởi vì Azir là Death thuộc loại combo, cho nên là nếu mà set up chậm thêm một tí thì nó sẽ trở nên cực kỳ phế trong cái thời đại mà Aro này. Thế cho nên là cái Death Nasus nó cũng là một trong những Death Aro. Tuy nhiên cái việc đó chính là nó chỉ bị giảm cái đáng sợ, thì Nasus nó vẫn không bị giảm sức mạnh gì nhiều. Nasus nó sẽ không sốc đam to như trước nữa, nhưng cái gì đó chính là Nasus vẫn còn khỏe là một điều chắc chắn. Và đây chính là một cái Death mà Nasus của gank cao. Tôi sẽ review cho mấy ông. Đầu tiên gank cao người ta không xài con mà đồ tể, người ta xài hai tấm nghi thức triệu tập. Lý do đó chính là Death này nó sẽ thiên về cái việc thủ tiêu để cho Nasus nó lên nhanh hơn. Hà Red trong Death này không quan trọng như lắm. Hai cái nghi thức triệu tập, một cái đôi cánh còn sống, ta chỉ một tấm thôi em nhé, ba tấm thần tìm kho báu, thì con này ấy nó sẽ triệu hồi cái con đính két lên. Anh em sẽ suy nghĩ là con đính két năm hai này làm được gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi tới cái con giả diện mẫu này. Con giả diện mẫu này sẽ hút chỉ số năm hai của con ấy, sẽ trở thành 74. Và con này có đáng sợ nữa, những con mà dưới ba đam mới không chặn được thì sẽ rất dễ chết. Con giả diện mẫu này khi mà nó giết chết cái con kỳ bên sư hầm này, nó sẽ được một hủ tiêu, cho nó đánh được ấy. Một là chay lời thì sẽ được hai ba hủ tiêu, còn nếu mà chay hoài thì nó sẽ được hai hủ tiêu. Nói chung là rất là ngon. Biểu tượng hoa nhạc này để xung con mồi thôi, ba tấm. Bởi thì ghê tổm này đừng để giết những tấm arrow này, để cao tên những dead arrow, để nói chung là cũng đã tích hủ tiêu. Ba cái khai nhãn này, ba cô đứng đang bị ngủa, cái bất tử này là thanh niên nó thêm vô là chắc là để làm cái nguồn hủ tiêu vĩnh viễn hay sao đấy. Để thanh niên nhớ con tấm thôi, ba tấm mũi giáp hắc ám, ba con hạ xong tài nhẫn, hai nghi lễ cự tiệc, ba con quá hút linh hồn. Đây chính là khai nhãn nha, đệ nhị Red, Nasus và hai cái bọc tàn. Ok, và chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu này nha. Chúng ta gặp Victor Kama. Được rồi, bài này thì cũng hợp lý rồi đấy. Ok, đánh luôn anh em ơi. Victor Kama này là thiên về lay nha. Nếu Victor Kama mà là về lay hạt ấy thì cái việc mà chúng ta aro được thì cũng ngon. Nhưng Victor thì có vẻ cạnh tròn đấy. Victor nó có tấm một đam rồi đấy, một mana gây một đam. Xà kích đấy. Nếu mà ok xếp nó lại luôn anh em ơi. Ok, nó có tấm heal rồi này. Không biết nó xài không thôi, hoặc là nó dùng để nó giết chết con này của mình. Thì con biểu tượng hoa nhạc này nó sẽ rất là dễ bị giết. Thế cho nên mình sẽ dùng con này để cho chắc ăn được một hủ tiêu luôn. Đấy. Với lại cũng để chay đời nó nè. Một là để chay đời, hai là để không bị mấy tấm kia giết. Ui. Ngắt ngư luôn rồi, đầu tư hết. Thôi kệ đi. Chay được 5 đam rồi. Con ngắt ngư này mình cũng có hai hủ tiêu luôn nè. Ok, ổn á. Tay rồi, nghi thức triệu tập. Shitstorm Operate. Nó đánh không nhờ, nó đánh không nhờ. Bá thử nha, nó đánh không nhờ. Ui, nó không đánh rồi. Nó đánh thì mình sẽ mũi giáo hắc ám là được. Rồi, có phóng lợn rồi, có phóng lợn rồi. Ok, tích được 3 mana cũng không sao. Nghi thức triệu tập luôn anh em ơi. Nghi thức triệu tập. Khen Nasus nha. Nasus hay Red cũng được, nhưng mà cái Death này nó đề cao Nasus hơn, bởi vì Death này nó có nhiều hủ tiêu lắm. Suy nghĩ đéo gì đâu hết anh bạn, dù nó ngăn chặn mình vẫn mua giống ám được, không sao. Red à, cái đi tôi sẽ cho mấy ông xem họ Red trong Death này gì.
Ok. Đấy, được chưa? Nếu mà đối phương giết con quái của mình đó thì mình sẽ xài tấm vô quái của mình để mình hủ tiêu nha anh em. Quan trọng là cứ tích hủ tiêu thôi. Đấy. Tích hủ tiêu đó nó hơi hay cần thiết. Đây rồi. Kẻ bất tử đây rồi. Theo con này là con phụ thôi, không phải nhất thiết là cần 100% đâu. Ok luôn, hủ tiêu luôn. Ngon lành cành đào. Nó hết mana rồi. Nó không xài tấm ngăn chặn của Ionia được. Đấy, được trên em. Hủ tiêu quá khác luôn. Con Nasus của mình bây giờ không biết được bao nhiêu hủ tiêu rồi. Lên luôn em. Được chưa? Chất lượng chưa? Rồi xong luôn, hết chất lượng rồi. Ok, bát thôi, bát thôi. Chúng ta có kẻ bất tử này. Ra luôn đi. Sau đó chúng ta sẽ rút hai tấm. Ok. Ôi, rút 4 tấm luôn ạ. Chát thế. Đây đây đây. Ủa, cao ta đi chứ. Cao ta cái này không nên. Đã nó chịu hỏi con mà có một máu ấy thì mình còn giết được. Chứ cao ta kiểu kia thì mình rút hai tấm, còn cao ta kiểu này thì mình chỉ kiểu như là lỗ. Nhưng mà đã nó chịu hồi con một máu ấy thì mình sẽ hơi lỗ. Ok luôn, mắc cái triệu hồi long quỷ luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 tấm. Ok. Đẩy ổn áp chưa? Rồi hết mana để xài tấm này thôi, kệ đi. Mà nãy cũng chỉ có 2 mana thôi. Đây rồi, kẻ bất tử lên rồi. Ok, dù vậy con kẻ bất tử cũng không chặn được nên chúng ta cứ hủ tiêu nó thôi. Không có vấn đề gì phải nghĩ ngợi dùm. Đây, red ạ. Chim hồi nên ạ. Nó sẽ hu con hồi red rồi về. Nó hết mana mình sẽ phóng vô con Kama. Chim mồi, chim mồi. Hu về. Nhanh lên. Vậy đừng nói nó có hu về nha. Sao mà không có được nhỉ? Ôi nó có hu về thật á. Ok, bát đời là chọn tốt nhất rồi. Nhiều 8 hủ tiêu. Holy shit. Ok. Kiểu này thì mình sẽ được ít nhất 3 linh hồn đấy. Ít nhất 2 chứ. Ý 3 linh hồn, 3 linh hồn. Ít nhất là 1 linh hồn, nhiều nhất là 3 linh hồn. Ok, đây chính là sức mạnh của cái này đây. Không uổng công du tích nãy giờ. Phá cái lá trắng. Sợ thế nhờ. Ui kệ đi, kiểu gì nó cũng chết thôi. Vấn đề thời gian mà. Ok, một linh hồn. Hai linh hồn. Con này ra đi. Ba linh hồn. Thầy cả cũng không cần điếm nữa. Rồi đi vậy cho nó chắc anh em ạ. Chắc kèo. Nó đâu có được xung từ đường này đâu ta. Đấy, chất lượng chưa? Anh em thấy cái pha gà xăng này chất lượng không? Nó hết mana để chặn rồi.
Đấy, ông áp ngay. X2 phép rồi. Đáng sợ hết. Đáng sợ hết. 5 mana. 5 mana thì vẫn chặn được cái phóng lợn. Bát thôi. Đây rồi. 3 mana. 3 mana nó không chặn được cái phóng lợn nữa mà. Bye. Chờ mỗi cái lúc mà nó xuống 4 mana thôi. Ui, chất lượng thế nha. Không sao nè, cái này mà phóng hộp ấy thì mình vẫn được tích tích một hủ tiêu nè nhé. Tại vì trên đi hết là mình giết con này. Ok chưa? Vẫn được tích hủ tiêu mà. Ôi, không cho tôi hủ tiêu. Kệ đi. Còn tên sao mà đo gì. Kiểu gì mà Red trả tiến hóa này mà. Không sao. Ui, tấm gì kia. Ui, đáng sợ hết nha. Ok. Ngươi đãi cự tiện nó ngon cái là vừa chặn hết phép mà còn vừa hy sinh một con. Ok. Giờ thế nha. Tiến hóa đi rồi bị hư giờ sao? Tiến hóa trước đi rồi tính. Ok. Tiến hóa trước rồi tính gì thì tính nha. Ôi sao đau tim thế nha. Bát đi nè. Anh bát đi. Bát đi anh ơi. Đừng làm em sợ. Police. Cảm ơn. Bây giờ tôi đang đền nói cơ đau tim nhé không ạ. Nó cứ nhây cái này tôi đau tim chết mất. Ôi không. Tấm gì kia. Ây da. Không giết Red à. What. Nó phải giết Red mà. Ui. Quát. Cái nước đi này tôi không không lót được. Tại sao vậy ta? What? Kỳ thế nha. Rõ ra nó giết được Fred mà. Ôi nó giết được Fred là tôi phải tích lại từ đầu á. Ôi cảm ơn nhiều nha. Bạn Hiền. Ôi. Bắt đầu giờ rồi. Bắt đầu tới tiết 1 giờ rồi. Nó còn chừa để mana để hu Red về đúng không? Ôi tôi hai giờ thấy đấm tiếng quá huy hoàng kìa. Rồi ok được rồi. Nó không có tấm hu về. Ấy không đủ mana để hu về chứ. Ôi. Hình hát bài rồi. Còn nhiêu tấm 11 tấm thôi mình có thể nhây được. Mình mà nhây là mình thắng. Nó rút bài còn nhiều hơn mình đó. Ôi. Được thế nha.
trinh sát còn hách đấu nữa. Đem camera ra bạn ơi, hèn thế. Đợi sao muốn to chết đi tôi. Tôi nói vậy thôi chứ ra tôi. Ủa con này kích động hả? Kích động thì vô đây. Ui rồi rồi. Hả chó, hả chó. Nó mà kích động nó đánh kẻ bác tử ấy. Nó mà giết được thì mình lời, còn nó không giết được thì mình cũng đời nữa. Nói chung là sao cũng được. Ôi bạn ơi, con chó 17 đam đấy bạn. Ây da, hát bài hả, còn 9 tấm à, 8 tấm à. Hát nhiều quá bạn. The fuck, đừng làm tôi sợ. Nó dí là sáng thì mình vẫn còn sống đâu. Ờ đúng rồi, rút nhiều cho bạn. Bạn rút nhiều rồi bạn ơi. Mình sắp hô rồi hết bài đó bạn. Cố lên. Rút kìa. 10 tấm. Nó 10 tấm bài nó còn rút gì nữa.